Tại vì em không thích thấy ổng lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Em tưởng đó ổng là người India. À, ổng đeo hả? Tại vì em không thích người India, người India hay bị hôi nách á. À. Em không thích là người India. Em có bồ ở đó. À. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore, bỏ tất cả gì ổng. Ừ. Rồi về lại thì bị khổ lại. Lại bị ổng lăng nhăng. Đây chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn ha làm đúng thủ tục đó là giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, em năm nay là 34 tuổi. 34. Em ở đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái, em cũng 34 tuổi, bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sen. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá. Xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bạn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó có mấy cọng le que le que. Anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc á, lúc nào cũng Angani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India. À, tưởng đeo hả? Tại vì em không thích người India hay bị hôi nách á. Em không thích là người tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là chưa thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? Lúc đó thì vẫn chưa, vẫn xin chưa. Vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á. Tại vì khoảng em một tháng. Em có bồ ở đó. À. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng còn mà là anh biết em có bạn trai không? Biết mà anh nhắn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì, nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bỏ anh khùng mới gì anh nhắn tin, không anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Không cố tình mà. Rồi thằng bồ bao em lâu dặn. Bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng. Là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia. Thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái á, còn cái chiêu nào nữa không? Show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số. Thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái like. Nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác, lại nhắn tiếp. Đó, thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Đấy. Trời ơi. Đó, cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời dễ sợ quá. Thật sự mà nói lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm.
là em chặn hết. Xong rồi em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích chơi miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp ấy, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ổng ăn mặc xinh xúa nữa, cái thời trang có không phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc biết đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn này mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? Dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa. Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao, cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước á chị. Ổng hớt tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. Biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh nè. Ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10 nghìn thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đâu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng, là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Tình cảm của hai đứa có yên ổn không hay là có sóng gió? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở mới sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại. Thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ hết tất cả với ổng. Đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Đó lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh nói con Linh mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm người khác. Vậy đó hả? Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? Cũng 4-5 năm nữa. 4-5 năm mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm á. 7 năm. Chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm. Thật ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về tính cưới em lại. Thì gặp lại anh này có một bệnh rất là nặng, tưởng nó là chết á. Nói chung là cũng có một cái người cô ở ngoài vô thăm rồi kêu con em qua thăm ảnh. Thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi thì kêu qua, thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó, mình đang sốc không có nở. Thì tức là lúc anh Linh bị bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Có nghĩa là cái thời điểm đó là lúc đó là em bị xong,
thì lúc đó em cũng có bạn gái, vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng lúc đó vợ em bị nổi cháy rạ nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Cái là hiểu là vợ mình thương mình thiệt đúng không? Sau này là... lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau. Thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Rồi sao? Ba người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. Vậy đó. Như vậy là sao cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt. Nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu bằng mày tao. Nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc. Người ta không có nói gì nhiều. Em lên Linh rồi anh cũng thương mình là hạnh phúc. Mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Cái ban đầu thì cảm thấy rất là buồn. May là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em. Thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thôi được như vậy là rất là vui rồi em. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc. Và nghe được cái điều mà em vừa nói là bởi vì em đã tìm được cái hạnh phúc của em. Là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về cái việc mà thay đổi của mình. Đấy, vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi. Ngủ lúc nào 11, 12 giờ mới dậy. Thì bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái này em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách, rồi làm việc. Sách cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Giờ còn xào chén nữa không? Không. Hết rồi. Thôi như vậy là quá tốt vậy rồi. Vậy là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện vô thay phải có cái chuyện kia chứ. Cái vụ kia. Cái chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu đó. Chứ phải có chứ sao mà không có được. Đúng mình con người mà đúng không? Dạ. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính. Thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Là bây giờ nóng cỡ nào, Nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích em nói, vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn, không có đi nữa. Thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi. Thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Lúc đó em có lỗi thì tại vì lúc đó đang có bầu. Hình như là trong người không được có tỉnh táo. Đúng rồi, hay nóng lắm nha. Đúng đó, em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ vậy, kiểu như y như bà điên vậy đó. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Cái đó sau này thì sau này vẫn nóng hả? Em phải kể chi tiết sau này khi mà đã sanh rồi. Đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Đúng là cái nóng tính bây giờ chứng tỏ ngày xưa tôi đỡ hơn cái thời mong bầu tôi. Nhưng rồi bây giờ còn tật gì nữa nè? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi. Còn lại mọi cái là ok hết. Rồi thế còn em, chồng em sao? Chồng em thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ông hơi mê chơi. Mê cái môn gì là ông chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ông đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ông cua gái á, là cua đứa nào là phải được đứa đó, phải dính đứa đó đó. Cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ. Mình sợ sau này ông mê con nào nữa chắc ông bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế nào cho ông kiềm chế lại được. Đó biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng đó, rồi. Biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng dạ, đúng rồi. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, có nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có đáng dạ, kém bên ngoài không? Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này thôi đúng không? Dạ tại vì cái người xưa người ta hay nói mà giang sơn dễ đợi bản tính có dời á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại? Cái chuyện đam mê á
và sống chết với cái đam mê của mình. Đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ. Mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật, hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu ảnh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như ảnh mê những cái đó thì ảnh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu chị không? Đó. Tánh ổng á không có xấu gì hết. Chỉ có một cái là mê chơi, nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là súng đồ, là đi một cái một gì đó, không báo trước với vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít vậy đó. Chị cảm giác là vợ em vẫn còn cái điều gì mà chưa nói với em á. Thì nãy giờ chị ngồi nói chuyện với vợ em, chị vẫn có cảm giác đó. Hôm nay nhân cơ hội đến chương trình Vợ Chồng Son, thì như chị Vân vừa mới nói thì anh cũng rất muốn Linh đi, mình đàn ông mà đúng không? Anh rất muốn em thể hiện bằng lời nói, bằng hành động gửi đến cho vợ mình nhân cái dịp mà đến với chương trình ngày hôm nay. Chỉ cần là vợ tin tưởng, bởi vì chắc chắn là bây giờ em đã thay đổi rồi. Ngày xưa là chồng xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái, sao cũng được hết. Nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ. Thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy. Và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi à, thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói gì chồng đi cưng. Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Như có một cái người phụ nữ của mình mà chị có cái gì chích thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều, xung quanh thì nhiều người dòm ngó lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc, thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có, nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Cái mái tóc của em đó ha, là anh thấy nó cũng hơi mỏng đó nha. Lương chê lịch hay gì? Lương chê lịch hay gì? Để có như chia sẻ với em nó, ví dụ có nhu cầu gì về tóc tai thì cứ chia sẻ với anh Thuận nghe. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Cúc Thuận. Em tên là Hà Mạnh Cường, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại là em đang làm nhân viên văn phòng. Bọn em đang ở quận 7 ạ. Mời vợ Cường. Dạ chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em là Mai Hương, em cũng 33 tuổi và em cũng đang là nhân viên văn phòng. Đều là nhân viên văn phòng và đều là tuổi con rồng, đúng không? Lần đầu tiên các bạn gặp nhau ở đâu nè, và tình yêu nảy nở ra sao? Hồi đó là năm 2016, em còn làm việc và sinh sống ở bên Singapore. Thì lần đầu tiên gặp nhau là lúc đấy là Hương đi cùng với gia đình du lịch. Mà em với Hương thì có một cái cơ duyên rất là hay á. Cậu mợ của Hương á, là ba mẹ nuôi của em, rất là thân với bố mẹ của em. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn thì hai đứa cũng kiểu như là chỉ là nhìn thấy nhau lướt qua, không ấn tượng gì cả. Đến cái đợt đấy Hương đi qua cùng với lại gia đình với tại xứ người tại đúng rồi người. Tại xứ người thì lúc đấy em mới bắt đầu em để ý, thứ nhất là hợp nhãn mình rồi, là em cũng đã thích rồi, với lại Hương rất là hài hước nên là em có ấn tượng ngay. Thì vậy là có ấn tượng đẹp về Hương. Thế còn Hương thì sao? Thực ra lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Em cũng biết là có một bạn nào đó bằng tụi mình tên Cường, cũng biết từ bé rồi, tại vì biết ba mẹ anh mà. Với lại thực ra là trước đó khoảng nửa năm á, khoảng 2015 hay 2014 gì á, hồi đó Cường bên Singapore thì em làm trong công ty của Singapore. Có một cái điện thoại của công ty cấp ấy bị hư thì em gửi sang nhờ anh sửa. Thì lúc đó là gặp thì cũng kiểu như là nghĩ là nhờ anh cầm cái điện thoại dùng mình đó thì cũng muốn cảm ơn á. Sau đó thì sao? Cường có tìm hiểu về cô này, xem coi cái tình trạng của ấy là độc thân hay là có bạn trai. Sau đấy thì em cũng có liên hệ với lại em họ là con gái đầu của ba mẹ nuôi của em á. Bạn đó với lại Hương rất là thân với nhau. Tại vì tính em cũng hơi kỹ một xíu á, là có nghĩa là đối tượng mà em để ý á, mà nếu mà đã có bạn trai rồi là em thôi, không tấn công. Thì bạn đó bảo với em là Hương hiện tại là chưa có bạn trai. Thì em nhớ là sau đấy là em bắt đầu tấn công là 8 tháng 3 năm 2017 hay 2016 thì em không nhớ chính xác. Em có nhờ một người bạn khác mua hoa tặng cho Hương mà giấu tên 8 tháng 3. Nhát quá vậy? Đã quyết định tấn công người ta rồi còn lại tặng hoa rồi còn giấu tên, giấu tên đó chị. Ủa sao bên này nói là giấu tên? Nhưng mà cái người bán hoa người ta ghi một cái chữ rất là nhỏ là Cường
con ba Hưng mẹ Hường ghi rất nhỏ trên cái tấm này nè. Thợ lộn đó đúng không? Cũng nhờ bà bán hoa cẩn thận nghe em. Em ngồi em nhìn cái vó hoa nó phải nửa tiếng tự nhiên nhìn thấy cái dòng rất là nhỏ. Nhưng mà em phát hiện ra liền đó là của Cường không? Ngay lúc đầu thì em không phát hiện ra. Giấu đầu lòi đuôi. Không, nhưng mà khi mà đọc được cái dòng đó đó là em biết là bạn này không? Dạ biết, tại vì tên cả ba mẹ ghi rõ tên ba mẹ luôn mà. Lúc đó thì cái cảm xúc của em sao? Em cũng chả nhớ, em chỉ thấy bất ngờ thôi. Xong rồi em nhắn tin cảm ơn. Bắt đầu từ lúc đó thì bắt đầu nhắn tin qua lại nhiều hơn. Mình lấy từ cái cột mốc là 8 tháng 3 năm đó. Thì đến bao lâu thì các bạn mới chính thức là quen nhau? 1-2 tháng sau gì ạ? Là Cường tỏ tình phải không? Dạ. Em không nhớ chính xác nhưng mà cũng khoảng 2 tháng sau đấy. Là em tỏ tình ạ. Anh còn nhớ cái câu anh tỏ tình không? Yêu em làm người yêu của anh nhé. Tại vì em vẫn nhớ cái câu em nói là làm bạn gái thì bây giờ bạn trai bạn gái nhiều quá. Bây giờ mình phải phân biệt là người yêu luôn. Dạ đúng rồi. Ừ liền phải không? Ừ liền chứ ạ. Mới 2 tháng mà thấm cũng đậm quá ấy. Rồi cái buổi cầu hôn của ảnh là như thế nào? Đó, mình em có cái buổi cầu hôn đó là em lãng mạn sao nào? Hay là tặng cái gì? Thật ra cú này em cú lắm chị. Cú rồi. Quen nhau hình như em nhớ là cũng 5.5 gì đó. Xong cái tự nhiên bữa đó em đang ở nhà. Tới ăn trực rồi. Xong ăn xong á, kéo tay em. Giờ mình kết hôn đi xong. Em nhìn xuống thấy hai cái nhẫn, mà hai cái nhẫn như là cái nhẫn đám cưới á. Xong em nhìn mà có cái nhẫn gì trông nó rất là lạ, kiểu chưa cưới mà là đã đưa cái nhẫn đôi mà hai vợ chồng cưới á. Xong em còn nhìn thấy tờ giấy 3 triệu đó chị. Có biểu giá luôn hả? Ôi, có hóa đơn luôn hả? Cái đó em cũng hơi không có được để ý đúng không? Tế nhị lắm hả? Thì cũng chia sẻ với anh chị là lúc đầu em cũng, tại vì em cũng thích lãng mạn anh kia, lúc đầu em cũng tính là sẽ rủ đi nhà hàng xong rồi làm một cái buổi cầu hôn rất là hơi khoa trương một chút ấy. Nhưng mà em không biết sao tự dưng tối đấy em lại quay xe 180 độ, em suy nghĩ bảo thôi đằng nào mình cũng xác định cưới rồi, thôi mình nói nó đơn giản nhẹ nhàng thôi, nó riêng tư một chút. Thì lúc đấy là hai đứa ở trong phòng thì em mới nói với Hương như vậy. Nhưng mà thực sự nếu mà em có cơ hội mà làm lại thì em nghĩ là em sẽ vẫn thích khoa trương hơn, tại vì tính của em là em hơi thích khoa trương một chút ấy. Những cái tình cảm của em là em không có ngại em che giấu trước đám đông. Đâu chiếc nhẫn đâu, khoan để em coi chiếc nhẫn đâu. Bọn em thì cũng hơi thực tế một chút đấy. Hai vợ chồng hay làm việc nhà, vợ em thì hay nấu ăn, em thì hay kiểu như rửa chén dọn dẹp ấy, nên đeo được hình như được 2 tuần vậy. Cái là bọn em thấy vướng bọn em tháo ra. Thế hả? Dạ. Bây giờ đến cái phần gọi là cưới nhau đi. Đúng rồi. Đó, sau khi cưới về rồi thì hai vợ chồng có nhận thấy những cái tật xấu gì của bạn đời của mình nó lòi ra không? Thực ra là em thấy cũng không nhiều. Lúc cưới thì em cũng xem xét cả con người, rồi công việc, rồi tính cách. Thậm chí là xem xét cả bố mẹ chồng, tại vì quen bố mẹ chồng quá mà. Lúc về thì em cũng không có cái gì mà bất ngờ và cũng không có bị sốc hay gì hết. Giống như mình chuyển nhà đi thôi, không có một cái gì thay đổi đối với em cả. Hai đứa ở riêng, tật xấu thì chắc chỉ có mỗi cái tật đó là nhậu. Không biết nhậu mà đi nhậu. Thành ra là đúng chính xác đấy. Em luôn luôn sẽ là cái người mà bị xỉn trước. Dạ đúng rồi. Em nghe chuyện kể trên bàn nhậu đúng không? Tính em nó rất là thích đông vui, thích tập thể. Nên là nói chung là bây giờ có gia đình có con rồi thì vợ mà duyệt cho đi nhậu phát là em cũng nhiều khi em cũng tới bến em cũng kiểm soát được bản thân. Lúc mà xỉn cỡ cao nhất là như thế nào? Thực ra là xỉn trước giờ khoảng 5 năm em nhớ là chỉ có 4-5 lần thôi. Cái tiểu phẩm của anh này nó kinh khủng lắm đó. Xỉn á, thì trước giờ có 2 lần xỉn nặng thì lại ở nhà bố mẹ vợ. Một lần xỉn về thì đi xe máy về, ói ở trong nhà vệ sinh. Xong tự nhiên ra cởi hết đồ chị, nằm giữa nhà vậy. Coi như là cả bố mẹ vợ rồi cả em chị dâu là không ra khỏi nhà được, không ra khỏi phòng được vì thằng con nó chấn ở ngoài. Hết hồn. Nóng nực có bốc quả. Uống rượu bia vô nóng người. Thực ra thì lúc đấy là em hoàn toàn em không nhớ gì luôn ạ. Có nghĩa đến sáng hôm sau dậy là nghe vợ em kể thì lúc đấy em mới bảo chết, mình làm bậy vậy à? Mắc cỡ quá đúng không? Quá mắc cỡ luôn. Em mà nhớ thì em đâu có làm vậy. Như vậy là nhậu không kiểm soát, nhậu yếu mà khoái ra gió. Thứ hai chắc là thực ra là anh hơi thiếu chính kiến. Khi mà có cái chuyện gì, vấn đề gì là sẽ hỏi thăm rất là nhiều bên và thường là bị ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ. Không có lập trường, họ hàng. Không có chính kiến riêng của mình đúng không? Hay dễ bị lung lay. Có chăm sóc con không? Hay là để con cho vợ? Thực ra là anh chăm sóc con nhiều hơn em. Em chỉ có cho bé ăn, còn lại là chơi với con, rồi tắm rửa, rồi đưa con đi chơi, hoặc tất cả những cái vấn đề về cho con đó là anh làm nhiều hơn em. Có bên con không? Nếu như nói vấn đề này chắc cũng có một điểm xấu của anh, đó là con mà đứng ở đâu thì anh
như cái vệ tinh cách đó 1 mét không bao giờ rời. Thường là ví dụ như bé lớn 2-3 tuổi rồi có thể cho chơi một mình, nhưng mà cứ như cái vệ tinh vậy, cứ đi theo con vậy. Rồi em ghen hay gì? Không, em thấy vậy cũng được. Vậy cũng đâu phải là tật xấu đâu. Cái đó sao là tật xấu được, cái đó là quá hay. Hiếm những ông chồng như vậy lắm. Con của Cường là gái hay trai? Dạ, bé gái được hơn 3 tuổi rưỡi ạ. Trời ơi, cho nên ổng bình còn ổng. Cái tuổi này cũng lắm. Còn ổng là ổng khoái rồi. Hết chưa? Hết rồi. Rồi, tới Cường. Đối với Hương thì em sẽ chia sẻ hai cái tật xấu. Cái đầu tiên là không được ngăn nắp cho lắm. Dính đến cái đó là bị hay quên. Nhiều khi là Hương đi ngoài đường về xong để cái ví ở đâu đó. Rồi tự dưng bất chợt em đang ngồi xem TV, xem điện thoại, cái chồng. Có thấy cái ví của chồng, của vợ đâu không? Cái thứ hai thì cũng như Hương đã tự thú nhận đó là Hương là giữ anh em. Mà đôi khi là Hương cũng hơi nóng tính. Em cứ hay gọi Hương với lại bạn bè của em là sư tử Hà Đông ở nhà. Giữ đó là giữ trong trường hợp nào? Ví dụ như ghen với em á, là giữ là đúng rồi. Ghen cũng có. Là ví dụ như lúc trước là sau khi kết hôn rồi á, là em kiểu như em nhắn tin hỏi thăm cho bạn gái cũ á. Đấy, cái gì nó phải có nguyên nhân. Hương thấy vậy thì Hương bực mình. Như vậy lòi ra cái thật xấu không nữa? Thật ra cái đó cũng chẳng phải là tật xấu. Không nhắn tin cho người yêu cũ mà. Cái đó là mỗi quan điểm của mỗi người đàn ông thôi. Nhưng mà nhắn như thế nào nghĩ đúng không? Là, họ nghĩ là cái đó là bình thường. Nhưng mà cái bình thường đó nó có được bình thường hay không là em phải tham khảo ý kiến của vợ em. Nếu vợ em cũng là người có một cái sự cởi mở như em là thì nó khác. Còn như vợ em không muốn em nhắn tin hoặc là vương vấn gì tất cả những quá khứ á, thì là em phải bỏ hết. Nhưng mà phải theo là cái nội dung tin nhắn là cái gì nữa. Cái gì cũng vậy. Em chỉ cần vậy nè, em khỏe không? Nhưng mà cái chữ khỏe nó bao hàm tất cả những cái mà nhớ nhung xa cách, hiểu không? Không có được. Tóm lại là em không hề thích chồng mình nhắn tin cho người yêu cũ đúng không? Không là không. Có đúng là không? Có, không việc đúng gì không? Không có mắc cỡ. Ngày hôm nay là phải ba mặt một lời. Đúng không? Em không muốn là nói luôn. Không. Không. Không có ai muốn hết trơn á. Thì sau đấy là em biết là Hương cũng không thích, nên là em cũng unfriend cái bạn đó ở trên Zalo luôn. Và từ đấy trở đi em không liên hệ nữa. Dạ. Với lại cũng nóng tính là cũng nó liên quan đến cái khuyết điểm của em. Tại vì em cũng biết là em là người không có quyết đoán ấy. Nên thành ra là có những cái việc mà cần cái sự quyết đoán của em ấy, em cứ chần chừ. Thành ra là Hương không đợi được là Hương bực mình. Nổi cáo với em. Cái đó thì có thể chấp nhận được cái nóng tính. Nhưng có một cái như vậy nè, có bao giờ á mà cố ngọt ngào với người ngoài nhưng mà đối với em thì lúc nào cũng cáu bẳn này kia nọ, có không? Tùy lúc ạ, tần suất cũng không nhiều đâu. Nhưng mà em nghĩ là đôi lúc đấy là do công việc của Hương ấy. Tại vì công việc của Hương thì em xin được chia sẻ là công việc của Hương nó cũng hay gặp những cái đột xuất ấy. Là đôi khi là 6-7 giờ tối phải mở máy tính lên làm ấy. Đôi khi là cũng căng thẳng. Rồi vậy nói tóm lại là em muốn Hương thay đổi điều gì? Thứ nhất là em muốn Hương là mọi thứ trong nhà nó ngăn nắp hơn. Thứ hai nữa là cũng cố gắng kiềm chế cái sự nóng tính của mình lại thôi. Nói chuyện ngọt ngào với em nhiều hơn một chút. Và bây giờ Hương thì sao? Mong muốn Cường thay đổi điều gì? Em chỉ có mong muốn là anh có chính kiến hơn thôi. Nhưng mà thực ra là đa số những việc lớn thì hai vợ chồng đều bàn nhau để quyết định nhau. Đúng không? Nên nó cũng không phải là cái vấn đề trọng yếu nhất. Thật ra như vậy thì không có gì lớn cả. Đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Nói chung là cũng vui quá rồi. Thì đây sẽ là cái cơ hội để cho em có thể quay ngược thời gian. Để có thể cầu hôn lại vợ mình trước bàn dân thiên hạ. Sân khấu này của em đó. Đồng cũng xin lỗi vợ là cũng không có một cái màn cầu hôn nó không được lãng mạn, nó đàng hoàng á. Thì hôm nay là chồng cũng xin được cầu hôn vợ một lần nữa. Thì vợ hãy làm vợ của chồng nhé. Cảm ơn anh. Trời ơi, thích quá. Vậy là mình cũng phải có một phải có quà đại quả liền. Dạ, 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 có đúng luôn. Rồi. Rồi đây. Đây. Xin lì xì cho hai bạn. Chúc hai bạn là trăm năm hạnh phúc nha. Lúc nào cũng nở nụ cười thiệt tươi nha. Chúc các bạn đã chọn nhau rồi, có nghĩa là chọn hạnh phúc thì sẽ yêu thương, có nghĩa là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc suốt cuộc đời. Nha. Và chúc cho hai vợ chồng ha luôn luôn thành công trong những cái dự định cũng như là những dự án mà chúng ta còn sót lại trong năm vừa rồi. Năm nay các bạn sẽ thành công mỹ mãn. Rồi giờ mời hai em ngồi. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con xin gửi tới hai MC
cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận cùng như ekip sản xuất và các quý vị khán giả một lời chúc xuân năm mới Quý Mão thật là nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và vạn sự nhì. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trời ơi sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn. Dạ, đó. Con cảm ơn. Rồi mời các. Con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Bây giờ quay ngược thời gian lại, lần đầu tiên mà gặp nhau, để ý nhau và ấn tượng gì về nhau? Con nói trước. Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, thì là anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Là sao? Là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, rồi rồi con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, cho nên là phải gọi nhau. Chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Facebook. Nhưng mà chú hỏi nè, quen nhau trên Facebook mà là trò chuyện bằng tin nhắn hay là có thấy mặt nhau ở trên Facebook chưa? Có thấy mặt nhau qua ảnh ạ. Rồi, có gọi kết bạn. Có gọi video call cho nhau không? Không ạ. Không luôn. Có nhắn tin nhưng mà anh ý nói chuyện nhạt nhẽo lắm, nhà cũng không phải là gu của con nữa. Rồi vậy đó mà lại cho ảnh đi ra đón mình. Rồi con nói cái cảm giác đầu tiên khi gặp ảnh coi. Con thấy anh ý rất là hiền, trông hiền và ít nói lắm ạ. Đấy là chỉ có vậy thôi ạ. Không thấy là đẹp trai, không thấy là dáng người rất là nhon các thứ này kia, không có một cái cảm giác gì khác ngoài vấn đề là hiền thôi. Dạ chỉ thấy thế thôi ạ. Mà nó nghe nè. Dạ. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này rồi trò chuyện với cổ? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Thì là con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Đợt đấy là con add rất là nhiều, add đoạt luôn. Đi. Vâng. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra lúc ấy add rất là nhiều nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là cũng không nhiều đâu. Cũng có vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng. Chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Có nghĩa là như vậy là có nghĩa là trong một năm trời tụi con nói chuyện thì cho đến lúc mà gặp nhau ở sân bay, đúng không? Vâng. Thì lúc đó là còn cô nào nói chuyện Facebook với con nữa không? Đó. Hay lúc đó là chỉ còn mình vợ con thôi? Lúc đấy thì là không. Trong quá trình một năm đấy là mình lọc dần. Con lọc hết rồi đúng không? Rồi. Và cái người cuối cùng là vợ con và con sẽ là cái người mà đón đưa cô ở sân bay. Vâng. Vậy thì cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Tức là khi mà mình thoáng nghe được cái tin đấy, tại vì thực ra là cũng chờ cơ hội đấy lâu lắm rồi, thì mình biết là mình không nên bỏ qua. Thì trước đấy thì con cũng chuẩn bị, ví dụ như là con đi mua hoa, tại vì cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười con ấn tượng ngay từ đầu luôn. Thế rồi thực sự là lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Hay là có ý định gì khác? Không có ý định gì đâu ạ, chỉ là làm bạn thôi ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ, thì là muốn có một người, ví dụ anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Dạ. Không thế có rồi, một ý định gì hết. Dạ không thế ạ. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì là ảnh tiếp cận con bằng cách nào? Ảnh con cua bạn này bằng cách nào? Tính từ cái lúc mà lên sân bay đón đúng không ạ? Đêm đó đi tới mấy giờ thì chở cô ấy về khách sạn? Vợ có nhớ nhỉ? Hôm tại đấy thì cũng đi đến tầm 10, 11 giờ thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt quá, không muộn quá mà. Không rồi sao? Nhưng mà nhà con có ở ngoài đó không? Nhà con có nhưng mà hiện tại thì cái nhà đó lâu không về nên là nó cũng bụi và nó không được tiện nghi ạ. Cho nên là con ở khách sạn. Ra khách sạn ạ. Thực ra cái này con cũng muốn chia sẻ là con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Thế nên là khi mà gặp một người bạn mà mình cũng có vẻ là bắt đầu có tình cảm ấy, hoặc là muốn bắt đầu, thì mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Tức là đêm đó luôn. Ngay hôm đấy, tức là ăn xong mình đi uống nước lên, đưa lên Hồ Tây. Đấy, thì nói tự chuyện nhiên với nhau. Kể chuyện người yêu cũ. Tại vì mình không biết kể một cái gì khác, tại chẳng lẽ hai người lại ngồi im. Thì ngại quá thì con ấy mới kể về cái câu chuyện người yêu cũ. Mà cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Nói nghe nè, lúc mà con nghe tự nhiên một cái ông mới quen ở ngoài, đúng không? Rồi giờ mới ra Hà Nội, mới đi chơi xong tự nhiên kể một câu chuyện về người yêu cũ, con thấy thì sao?
thực ra thì là con cũng hỏi nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Tức là cũng hỏi anh ấy thì nghĩ là anh ấy kể một hai câu chuyện thôi, thì mình cũng đưa chuyện theo như vậy, không ngờ là anh ấy lại kể tiếp. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. À, thấy bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi giời, lâu thế. Trời ơi. Hết hồn. Trời ơi, chán ngán luôn á. Chán ngán mặt mày luôn. Tại phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Thì cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy ạ. Thì nó rất là rộng mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Thì con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Anh ấy hôm đấy là World Cup nhờ, chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Thế là tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Thì là cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho. Thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là cái ngày thứ hai, là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba, là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. À, vậy là nhờ World Cup. Chú hỏi thật nha, cái lúc mà cô ấy nói với con á, vâng, là ở khách sạn lớn quá, em ở không quen, và cô ấy gửi con lên trên ở khách sạn chung như vậy á, là trong đầu con đã có cái suy nghĩ gì đó nó xa hơn không? Thực ra là chia sẻ. Có tính trước không? Không biết là mọi người có tin không, nhưng mà lúc ấy con chỉ nghĩ là thì đằng nào hôm đấy mình cũng xem đá banh thôi, xem bóng đá thôi. Thì mình lên mình xem bình thường, không vấn đề gì cả. Với cả đúng là căn phòng đấy rộng thật, tại vì trước đấy là con đi đặt, con tìm khách sạn, con đã chạy vòng vòng con tìm khách sạn cho vợ con trước rồi. Thì một cái phòng rất là bé vừa, nhưng mà sau đấy thì khi nghe tin họ đổi lên phòng to hơn thì mình cũng thấy là mình lên mình xem bóng đá là vấn đề gì đó. Nhưng mà sau đó thì sao? Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó, thì là mẹ có hôm đấy thì con không về nhà. Hôm đấy con không về nhà. Con ở bên kia cạnh vợ bạn gái, vâng, đúng không? Con cũng nghĩ, thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà ấy, thì con nói với mẹ như thế, thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Thì hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần một người, cần mình lúc đấy. Và con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, tại vì là có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Thì những cái câu hỏi mẹ con hỏi lúc đấy thì con cũng không trách gì mẹ con đâu, con cũng hiểu mà. Thì hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Hôm đấy là cả hai vợ chồng không ngủ. Nhưng mà sau đêm đó rồi thì là hai vợ chồng thoải mái hơn. Dạ. Vì là có như là cũng đã hiểu nhau. Dạ. và đồng cảm với nhau. Đúng. Dạ. Rồi sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Vâng, thuyết phục được ba mẹ con. Đấy, con mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Rồi còn bên về phía gia đình con thì sao? Phía gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ. Vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi. Gặp con, ở đâu? Gặp ở ngoài Hà Nội ạ. Khi mà anh ấy đưa con ra sân bay, thì sau đó anh ấy về, thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Thì bố con rất là ưng. Bố con bảo thằng này được đấy. Thế con mới trêu là thế con lấy anh ấy được không? Bố con bảo là được. Thằng này tao thấy được. Mặc dù là anh ấy lúc đấy là cũng có xăm hình. Mặc áo ba lỗ mà cũng có xăm hình. Mà bố con cũng tức là ưng luôn ạ. Cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện không? Chị chồng con là người đứng ở giữa để đả thông tư tưởng cho hai bên. Thì con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích là với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào, và cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Và chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi,
chứ không có ý xấu gì cả. Thì sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái. Và lần thứ hai đến nhà anh ý là lần để bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Nhưng mà mẹ thì có kêu về nhà không? Dạ có ạ. Hay là về nhà ở? Dạ, mẹ chồng con nói là về ở luôn đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền. Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Tức là ông bà là chăm hai cháu, chăm luôn cả ba cháu. Và coi con dâu như là con gái luôn ạ. Tức là ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Mẹ có mớ rau này, ngon lắm, con có ăn không? Và khi mà ông bà mang sang là rau đã được nhặt rồi rửa sạch sẽ. Gọi là lần đầu tiên á, mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Sau bao thời gian, bao lâu con tiếp cận với nó? Thực ra là cái thời điểm mà một cậu nhóc 4 tuổi ấy, thì cái này thì chắc là để vợ con cũng chia sẻ luôn, để chồng nói trước. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được là ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Thế nên là hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Nhưng mà sau đấy thì tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn. Thì ở trong này lại gọi là ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Đó. Coi như từ lúc quen nhau, từ lúc gặp nhau cho đến lúc cưới thì chắc dọn dẹn có 4 tháng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mới tình này nó lâu dài đó. Lâu dài quá, trời lâu. Nó chưa tới 6 tháng. Đó, nó quá trời lâu. Nó chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Hay là bắt đầu lúc đó là vì thời gian nó gấp nó nhanh á, thành ra lúc đó là bắt đầu cá tính mới bộc lộ ra, ví dụ như là anh này còn hiền nữa không? Hay là hết hiền rồi? Đó. Dạ. Con vào cái chủ đề đó luôn đi con, có thấy vui á. Dạ, đầu năm đó khi... mình khui cái chuyện nó vui lắm á. Dạ, thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Bởi vì là con nghĩ là những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm. Nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Vẫn yêu thương nhau, lúc nào cũng đi đâu cũng nắm tay nhau. Và đi ngủ lúc nào cũng phải ôm nhau ngủ. Rất là tình cảm. Cũng không có chuyện gì cô tin. Bởi vì mấy ba đứa liên tiếp đó. Vui vẻ lắm. Hai đứa liên tiếp. Là lúc đó là ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Đó. Rồi coi như là đến bao lâu thì có đứa đầu tiên. Sau đấy tức là cái giai đoạn đấy là cái năm đầy cưới xong là bắt đầu vợ có tin vui luôn. Đó luôn đó. Mình thôi em hỏi cái đó làm gì nữa, bị lạc đề rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Tới cái phần thật xấu đó đúng không? Đúng rồi. Đó. Có nghĩa là bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Ví dụ như nãy cô hỏi đó, mới đầu là ảnh rất là hiền đúng không? Thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Hay có những cái tật gì nó lòi ra. Dạ, vẫn hiền ạ. Vẫn rất là hiền. Bây giờ vẫn hiền. Luôn luôn nhưng hiền mà... và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Thì bây giờ con cứ kể. Như là chậm chạp. Làm cái việc gì cũng chậm chạp. Ví dụ đi, những cái chuyện gì mà nó cụ thể. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nha. Thường là cái đó rơi vào mấy bà vợ ở đó. Mấy bà vợ bị chậm mà hay chậm. Hay bị chồng còm le lắm. Ủa con làm gì mà chậm quá vậy? Thực ra là từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm, thì là con cứ từ từ cái tính như thế thôi. Điềm đạm chứ con sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Mà bây giờ con đã tăng được cái tốc độ lên cũng có cải thiện đấy ạ. Có không con? Chút thôi ạ. Tại vì vợ con luôn luôn là đốc thúc, mà cứ vợ con vừa làm 1, 2, 3, 4 việc thì lại vừa quay sang để nhắc nhở con. Đúng rồi. Nhưng mà có bao giờ la con không? Có chứ ạ, nhiều. hay mắng. Hàng ngày. Rồi chậm chạp nè. Đó. Tiếp nữa. Có không gì biết nè. Nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn? Dạ, đúng rồi ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm mạnh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm, nấu cơm điện cũng không biết làm. Dạ, đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Rồi chăm hai đứa con gái thì là ai chăm? Chăm hai đứa thì là chủ yếu là con ạ, bởi vì con ở nhà nhiều. Anh ấy phải đi làm đến khoảng 5-6 giờ tối mới về ạ. Như vậy là trốn việc nhà nha, chứ không phải là không biết làm đâu. Biết đó nhưng mà trốn việc. Cho nên mới nói là thôi, vợ làm đi, anh không làm. Không phải, chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Tức là đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy.
Với cả một phần là vì là có chị gái, thế nên là từ hồi xưa thì mẹ thường là cho chị gái làm hết, vừa là mẹ làm vừa là chị làm, thành ra là con không có gì để làm. Và trước khi mà hai vợ chồng đến với nhau chị cũng có gặp và nói cái vấn đề đấy rồi. À, và vợ chấp nhận rồi đúng không? Chấp nhận con rồi, con ý y cái điều đó cho nên là thôi kệ, cứ nương theo vậy luôn á. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Ồ. Đúng không con? Đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con chín luôn cái vụ đó đi con. Làm sao nè? Tức là chắc là cũng vợ con là nhớ rất dai những cái chuyện cũ như thế. Tức là từ rất lâu rồi cũng có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho cái tâm lý của chồng bị bất ổn. Hay nói những cái chuyện cũ. Một chuyện cũ chứ mày những nữa. Đúng không? Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí những cái tiểu tiết mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Hay không có chuyện để kể. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Rồi như vậy là cái có tật thể đó con là... quên rồi nhưng mà vợ con này vẫn nhớ dai. Tật đó là sao ta? Nhai đi nhai lại. Là mình sẽ đưa vào một cái gọi là nhai đi nhai lại chuyện cũ. Đúng không? Thù dai. Đúng rồi. Đó. Nếu mà thù dai vậy thì có khi nào là thấy coi trong danh bạ điện thoại thấy ai mà có tên trùng với tên người yêu cũ là xóa không? Có luôn. Có hồi chứ. Mới cưới nhau tức là hồi đấy thực ra là nhận yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa không, chứ không, tại không vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Hãy cứ tên mà vậy là phải có cái sự nghi ngờ là liên lạc với bồ cũ. Delete liền. Diệt cỏ, diệt tận gốc. Chứ sao? Trời. Có đó cô đồng quan điểm với con. Bây giờ còn không? Bây giờ ấy ạ. Bây giờ thì nếu mà ai như thế thì cũng phá. Với cả con cũng biết rồi. Thì con cũng hạn chế không tiếp xúc với những ai tên như thế. Có một cái nữa là cũng rất là lớn ấy. Cái gì? Tức là tính cách của con hơi cảm xúc. Tức là nhiều khi thay đổi như thời tiết. Và ví dụ như là đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Ôi trời ơi. Đấy. Thì... giận có thể, cá chém thớt có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Thế nên là cái đấy là tật xấu. Nhỏ dính. Cái đấy là tật xấu. Hoặc là giận một ai đấy chẳng hạn, hoặc là vì một yếu tố nào đấy đang không vui chẳng hạn. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con chàng dính. Con bị dính té tát. Ừ. Như thế. Tự nhiên bị giang miễn, bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Hơi tiết chế lại cảm xúc một chút và nhận với con thì không quan trọng đâu. Với các con ấy, mấy đứa nhỏ thì nhiều khi muốn là mẹ ơi con được điểm 10 chẳng hạn. Ra chỗ khác các thứ lại mắng nó thì ảnh hưởng đến tâm lý. Cục hưng. Đúng rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là em, cái cơn giận dữ của em lên nó như thế nào? Tại vì anh nhìn cái ngoại hình của em á, anh thấy em rất là thùy mị và rất là sao hiền. Sao đang từ chú mà chuyển qua anh vậy? Alo. Từ chú á, chú thấy con rất là hiền thục, dịu dàng. Thì những lúc mà tới cơn của vợ con á, thì nó như thế nào? Nói chung là khủng khiếp lắm. Trời. Vậy luôn á hả? Tức là cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng. Tức là con bị áp vía luôn. Như vậy là con chỉ mong muốn vợ con á, là điều tiết được cảm xúc của mình đúng không? Đúng rồi. Nhất là với các cháu thiếu niên nhi đồng đang sống trong ngôi nhà của mình. Rồi cái chuyện mà nhớ dai kia có muốn bỏ luôn không? Thực ra thì cái đấy thì đến thời điểm này là cưới nhau cũng 5 năm rồi thì cũng tần suất xuất hiện cũng ít đi rồi. Thế nên là chắc là về sau này nữa thì vợ con sẽ quên thôi. Quên rồi. Thôi quên thôi chứ còn xóa, bà xóa hết dấu vết rồi. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Con chỉ mong như vậy thôi. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Tại vì là con tập gym, con có chế độ riêng. Thì trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Đó, vậy được rồi. Vậy là ok rồi. Bắt đầu một tháng này, con chia sẻ thật là như thế. Ok, giờ chị Một có điều gì muốn chia sẻ với hai vợ chồng không? À, sau đó là tới em có một món quà bí mật tặng cho hai vợ chồng. Vậy đó hả? Yeah. Em cũng làm cho chị bất ngờ nhiều cái quá đi. Bây giờ chị Một trước đi. Trời ơi. Chú Bin cũng là một kho tàng á, cần phải khám phá đó. Lâu lâu làm những cái điều mà mình cũng không ngờ được. Nhất là những cái lời chúc nha. Những cái lời chúc cho các cặp đôi á, thường là
chú Bin và Trúc á là dính bầu, không biết tại sao vậy luôn. Hay là bây giờ mình những mở cái cặp hiếm muộn á, thôi được rồi tụi nó đủ rồi, bỏ một đứa trai nữa. Thôi đứa cần đứa trai nữa không? Thôi tụi nó đủ rồi. Đủ rồi, đã có nếp có tẻ đầy đủ cả rồi, không cần nữa nha. Tại đầu năm em chúc cái lấy hơn. Thôi đừng. Đầu đầu năm á, thực ra đầu năm mới này á thì cô cũng không có cái gì mà cần phải là khuyên tụi con nhiều, là bởi vì cô hiểu được là vợ con nhìn rất là, cô không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên á, thì con lưu ý một chút đến cái mong muốn của chồng con, đó là tiết chế về cảm xúc một chút xíu. À, đúng không? Để tránh cái chuyện là giống như là mình giận cá chém thớt, đúng không? Tại vì sau đây thì cái việc mà con mong muốn nhất là chồng con đã làm được phân nửa rồi. Có nghĩa là đã biết tự nấu nướng cho bản thân rồi. Sau đây sẽ là nấu nướng cho vợ và con mình ăn đó, nữa, đúng không? Đúng không? Cho nên là cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. Dạ. Và thật ra đó thì là ngày đầu năm thì chúng ta nên nói những gì nó yêu thương, những gì nó tốt đẹp, những gì tươi sáng để cho một năm cho nó vận với những điều mà chúng ta mong muốn. Vâng. Đó, thật sự là trước tiên là chú chúc mừng con. Dạ. Chúc mừng con đã cảm tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Ha. Thì bên cạnh đó thì hôm nay chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Đó chính là nha. Không phải. Đó chính là một lá thơ. Một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Con có muốn biết không? Con có muốn nghe không? Con có ạ. Trời có chứ. À, chị cũng muốn nghe nữa nè. Đây ha. Đây là những lời tâm sự của ba chồng của con gửi đến con nha. Trời ơi. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Chú tại vì chú là người miền Tây. Dạ. Ba con, bố con thì là người miền Bắc. Cho nên xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Trời dài nha con, dài nha. Rất là tình cảm nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung, nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Bố mẹ ơi, con cũng không biết nói gì nữa. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái ạ. Con cũng rất là yêu thương bố và mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương con ạ. Con có muốn nói gì trai, với bố? Con trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Thực ra là bố con là người tình cảm. Con cũng tầm khi mà con cưới vợ ấy,
thì mọi cái con thấy là bố mẹ con cũng làm và tức là cũng giúp hàn gắn, hay là dù trong hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Và trong quá trình bọn con về sống chung ấy thì bố mẹ con hỗ trợ rất là nhiều, cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng rất là nhiều. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Rồi. Tức là những người đàn ông miền Bắc nó ngộ lắm. Yeah. Có một cái đó. Tại vì bố chị cũng như vậy, thành ra chị rất là nghe cái bức thư này thì cô muốn khóc theo luôn á. Thương quá. Thôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Con xin cảm ơn. Cảm ơn. Chút xíu mình sẽ gặp lại ha.